tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Người còn đang nói với họ như thế thì kia, một vị thủ lãnh đến gần bái lạy người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Và kia, một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con, và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa." Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông xôn xao, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Suy niệm. Bài tin mừng hôm nay nằm trong một loạt hành động của Chúa Giêsu về việc loan báo nước trời. Ngài chữa lành các loại bệnh hoạn tật nguyền cho người cùng khổ, nghèo hèn. Hôm nay, Ngài đến với hai giai cấp trong xã hội, tuy họ khác nhau về đẳng cấp, chức vị. Một người đàn bà bệnh tật và một cô gái nhỏ, con của vị thủ lãnh trong xã hội. Nhưng cả hai đều chung một thái độ, đó là niềm tin vào quyền năng và tình thương của Đức Giêsu sẽ cứu chữa họ. Nhờ thế mà họ được chữa lành. Con người đến van xin Chúa cứu chữa con gái của ông, đó là vị thủ lãnh. Chúng ta chú ý đến thái độ của ông ta, bái lạy và thưa: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Ông khẳng định mạnh mẽ: "Nó chết rồi, nhưng ngài đặt tay, nó sẽ sống." Cùng với hành vi bái lạy và lời xác tín của ông cho chúng ta thấy đức tin của ông mạnh mẽ dường nào. Trước thái độ nài xin của ông, Chúa Giêsu không đòi hỏi niềm tin nào hơn nữa. Thánh sử viết: "Ngài đứng dậy đi theo ông." Trên đường đến nhà ông, có một người đàn bà bị bệnh băng huyết, nghĩa là máu trong người bà đã bị mất rất nhiều sau 12 năm bệnh hoạn. Chắc hẳn, nhìn vào con người gầy còm, xanh xao ấy, mọi người đều biết bà bị mắc bệnh, và bệnh này người Do Thái coi là ô uế. Đối với người nào vô tình chạm vào bà, hoặc bà đã đụng đến họ. Nhưng bất chấp mọi lời đàm tiếu, những cử chỉ khinh chê của người khác, bà đã tiến đến và chạm vào áo Chúa Giêsu. Và bà nghĩ: "Chỉ cần sờ vào tua áo Chúa là được cứu." Niềm tin mạnh mẽ của bà này còn vượt lên niềm tin của vị thủ lãnh kia, vì ông ta còn yêu cầu Chúa Giêsu đến đặt tay lên con ông. Còn bà này, bà chỉ cần sờ đến tua áo Chúa. Bà tin quyền năng và tình thương Chúa không chỉ trong con người Chúa Giêsu, mà còn trong cả những vật mà Chúa Giêsu chạm tới. Hành vi sờ tua áo lén lút của bà được Chúa tuyên dương công khai trước mặt mọi người. Ngài nhấn mạnh: "Lòng tin của con như thế." Chính nhờ lòng tin của bà mà bà được khỏi bệnh. Máu là biểu tượng của sự sống. Sự sống đang lần lượt ra đi khỏi con người bà. Bà nay dừng lại. Sự sống đã trở lại và sẽ hồi sinh trong bà chỉ vì một hành vi đức tin đơn sơ của bà. Thánh sử nói tiếp: "Ngay giờ ấy bà được cứu chữa." Đức tin của bà dẫn đến hành động của Chúa Giêsu ngay tức khắc. Ngay khi bà tuyên xưng niềm tin thì ơn cứu độ đã đến với bà. Bà được cứu cả thể xác lẫn tâm hồn. Lạy Chúa,
xin cho chúng con dám trao cho Chúa cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con có niềm tin thô sơ của người đàn bà băng huyết hay của ông thủ lãnh, để Chúa cứu chúng con. Amen.